Chương trình Truyền hình Việt Nam Dùng Qua Thình Đốn xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1238. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Kính thưa quý vị, mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Bà Hillary Clinton thắng đa số phiếu ở tiểu bang Nevada và nhà tỷ phú Donald Trump đang tiến gần tới sự đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Chính phủ của Tổng thống Obama trình bày lịch trình đóng cửa nhà tù Guantanamo Bay. Tổng thống Barack Obama cương quyết đề cử thẩm phán tối cao Pháp Viện. Nam Hàn bác bỏ lời cảnh cáo của Trung Quốc về quả tiễn THAAD và Cộng sản Bắc Hàn đe dọa trả đũa nếu Mỹ và Nam Hàn tiến hành tập trận. Biểu tình ủng hộ Apple trong vụ đối đầu với FBI. EU họp về vấn đề di dân. Chính phủ Syria chấp thuận thỏa ước Nga-Mỹ và sau cùng là tin dông bão làm 7 người chết ở Hoa Kỳ, trong đó có 4 người ở tiểu bang Virginia. Sau đây là phần tin chi tiết, tin tổng hợp. Ngoại trưởng Hillary Clinton thắng sát nút với thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Nevada trên hình thức họp kín. Ngày 20 tháng 2 tại Nevada đã diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ trên. Bà Hillary Clinton mong muốn một chiến thắng lớn hơn tại đây bởi có nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha và dân tộc thiểu số. Nhưng cuối cùng, bà được cho là chỉ dẫn trước với 52% số phiếu, còn đối thủ Bernie Sanders đạt được 48% số phiếu. Ông là người cùng bà Hillary đang cố tranh lấy vị trí duy nhất để giành quyền làm đại diện đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Con số xích sao này cũng là điều bất ngờ bởi trước đó nhiều dự đoán bà Hillary sẽ thắng lớn hơn. Nhận xét cho thấy cuộc tranh cử của bà Hillary và đối thủ càng ngày càng quyết liệt, gay cấn hơn. Dẫu vậy, với chiến thắng trên, bà Hillary Clinton cũng có triển vọng trở thành ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Trước mắt là lợi thế của cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Nam Carolina vào ngày thứ Ba, 1 tháng 3, còn được gọi là Super Tuesday. Bà Hillary Clinton từng chiến thắng ở Iowa và bị đánh bại ở New Hampshire. Bà viết trên mạng xã hội Twitter lời cảm ơn cử tri Nevada và gọi đây là chiến thắng của các bạn. Một số người nghi ngờ chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ nhau và chiến thắng này là của các bạn. Đây là chiến dịch của các bạn. Bà Hillary nói như thế với cử tri ủng hộ mình tại Las Vegas. Trong khi đó, nhà tỷ phú Donald Trump đang tiến gần tới sự đề cử của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc sau khi dễ dàng vượt qua các đối thủ tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada hôm thứ Ba vừa qua. Đây là chiến thắng thứ ba của ông Trump sau 4 cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, New Hampshire, South Carolina và Nevada. Các mạng lưới truyền thông công bố chiến thắng của ông Trump ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Và tiếp theo đó, đảng Cộng hòa của tiểu bang xác nhận chiến thắng của ông Trump với 46%. Nỗ lực vận động của thượng nghị sĩ Marco Rubio được đền bù xứng đáng với 19% số phiếu được xếp hạng nhì. Tiếp theo là thượng nghị sĩ Ted Cruz hạng 3 với 17%. Ông Donald Trump có bài diễn văn mừng chiến thắng trước hàng ngàn người Mỹ ủng hộ ông. Ông nói rằng kết quả cho thấy ông được lòng của cử tri trẻ tuổi. Cử tri lớn tuổi, tín đồ tinh lành, người học nhiều và kể cả những người học ít. Nhưng điều mà ông Trump vui nhất là được sự ủng hộ của cử tri Latino vì họ biết ông đối xử tốt với họ. Tuy nhiên, chiến thắng quyết định của ông Trump lại khiến nhiều chức sắc của đảng Cộng hòa thất vọng. Vì cách đây 3 tuần, họ hy vọng chiến dịch tranh cử của nhà tỷ phú sẽ bị trì trệ hoặc bản thân ông Trump sẽ tuyên bố rút lui sau lần thất bại đầu tiên ở Iowa. Hai ông Cruz và Rubio sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giành vị trí hạng nhì trong ngày 1 tháng 3 tới đây, được gọi là Super Tuesday, sau khi nhiều tiểu bang miền Nam đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ. Tin Hoa Thịnh Đốn. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 23 tháng 2 đã trình bày kế hoạch từng bước nhằm thực hiện việc đóng cửa nhà tù nổi tiếng Guantanamo Bay ở Cuba. Đây là kế hoạch trở thành đề tài gây tranh cãi chính trị giữa hai đảng từ lâu nay. Bản phúc trình này cũng không có nhiều thay đổi quan trọng trong ước nguyện mạnh mẽ của Tổng thống Obama
muốn đóng cửa nhà tù này trong năm cuối nhiệm kỳ 2 của ông, mặc dù phía Cộng hòa chống đối quyết liệt. Cộng hòa lý luận không hề muốn thấy bất cứ nghi can khủng bố nào đang bị giam ở nhà tù này được chuyển về giam giữ trong bất cứ một nhà tù nào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng cần phải công bố kế hoạch vì đã hết hạn do Quốc hội đề ra. Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nhắc lại ý tưởng đóng cửa nhà tù Guantanamo Bay là một kế hoạch đã được lưỡng đảng ủng hộ trước đây và chính cựu Tổng thống George W. Bush từng lên tiếng đồng thuận. Ông Obama nói, cứ để nhà tù này hoạt động sẽ trái với giá trị của chúng ta và làm tổn thương uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Ngoài vấn đề phí tổn, hiện nay chúng ta đã đang giam cầm nhiều tội phạm khủng bố trong các nhà tù liên bang. Chúng ta sẽ tiết kiệm 335 triệu đô la trong vòng 10 năm và trên 1 tỷ 700 ngàn đô la trong vòng 20 năm. Hiện nay nhà tù Guantanamo Bay chỉ còn giam giữ 91 tù nhân. Bộ Quốc phòng dự định thuyên chuyển 35 tù nhân ra ngoại quốc và tìm cách đưa con số còn lại vào hệ thống nhà tù ở Mỹ. Tin Washington DC một ngày sau khi các thành viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ tuyên bố không điều trần và biểu quyết bất cứ đề cử chức vụ ở tối cao pháp viện nào của Tổng thống. Ông Barack Obama tuyên bố thực hiện quá trình chọn lựa người có suy nghĩ độc lập và hiểu rõ luật pháp tác động thế nào tới đời sống của mọi người để kế nhiệm thẩm phán Scalia. Cuộc chiến chính trị căng thẳng bùng lên sau khi thẩm phán bảo thủ Antonin Scalia qua đời vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, sau khi đảng Cộng hòa vận động để ngăn chặn khả năng chọn người thay thế của ông Obama. Điều này có khả năng chuyển cán cân của tòa án nghiêng về phía trái lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Tổng thống Obama cho rằng hiến pháp quy định tổng thống có quyền bổ nhiệm thẩm phán vào tối cao pháp viện. Đó là một nhiệm vụ mà ông coi trọng và ông sẽ hoàn tất trong những tuần lễ tới đây. Hôm thứ Ba, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thông báo Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không tổ chức điều trần hay biểu quyết bất kỳ đề cử nào vào tối cao pháp viện cho tới khi vị tổng thống được đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng của năm 2017. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không nản chí. Ông viết trong trang blog rằng, khi các thượng nghị sĩ chuẩn bị thực hiện đầy đủ trách nhiệm hiến pháp của mình để xem xét người ông đề cử, Tổng thống hy vọng họ sẽ hành động nhanh chóng để tranh luận và xác nhận ứng cử viên để tối cao pháp viện có thể tiếp tục phục vụ người dân Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư ngày 24 tháng 2, chính phủ Nam Hàn đã bác bỏ cảnh cáo từ phía Trung Quốc là dàn hỏa tiễn tối tân mà Nam Hàn định tràn ra sẽ phá hoại các quan hệ song phương Hàn Hoa. Jeon Yong-guk, phát ngôn nhân của phủ Tổng thống Nam Hàn tuyên bố, dàn hỏa tiễn THAAD là một biện pháp tự vệ để chống lại những hâm dọa nguyên tử ngày càng mạnh mẽ và lộ liễu của Bắc Hàn. Ông Jeon cho là, chuyện dàn hỏa tiễn ở Nam Hàn như thế là phù hợp với vấn đề bảo vệ an ninh và quyền lợi của Nam Hàn, và Trung Quốc sẽ phải thấy chúng tôi có lý trong vấn đề này. Đại sứ Trung Quốc ở Nam Hàn Kyu Go-hong cảnh cáo là nếu Seoul quyết định dàn ra loại hỏa tiễn tối tân tát, dù trên đất Nam Hàn cũng sẽ phá hủy mối quan hệ song phương giữa hai nước. Kể từ khi Washington và Seoul loan báo các kế hoạch dàn ra hệ thống hỏa tiễn chống phi đạn liên lục địa này, Trung Quốc liên tục phản đối. Nhưng đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp của Bắc Kinh lên tiếng đe dọa như thế. Trước đây, Cục sở Bắc Hàn vẫn thường tố cáo cuộc tập trận này là hình thức chuẩn bị chiến tranh và luôn đe dọa sẽ trả đũa. Trong một thông báo đưa ra, Bộ Tư lệnh Quân đội Bắc Hàn đe dọa Bắc Hàn có thể đánh trước để phòng ngừa. Thậm chí Bộ Tư lệnh này còn nêu rõ một số mục tiêu hàng đầu sẽ là dinh Tổng thống Nam Hàn, còn các căn cứ quân sự khác của Mỹ ở châu Á và ngay cả trên đất nước Hoa Kỳ cũng sẽ là mục tiêu thứ nhì. Bầu không khí chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên gia tăng khi bà Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye đã cảnh cáo Bình Nhưỡng là theo đuổi mục tiêu có vũ khí nguyên tử chỉ càng làm cho chế độ Bắc Hàn mau sụp đổ. Chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử quả tiễn tầm xa, Nam Hàn quyết định đình chỉ tất cả hoạt động trong khu kinh tế đặc biệt Kaesong ở Bắc Hàn, vốn nằm trên phía Bắc vùng giới tuyến. Kim Jong-un gần đây đã bổ nhiệm tân tư lệnh quân đội Bắc Hàn và thường xuyên đi thị sát các lực lượng quân đội Cộng sản Bắc Hàn, cũng như theo dõi các cuộc tập trận. Kim đã sử dụng đến 4 tổng tham mưu trưởng quân đội chỉ sau 5 năm cầm quyền. Tin tổng hợp, những người ủng hộ việc công ty Apple
chống lại yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đòi mở khóa chiếc iPhone do kẻ xả súng giết người hàng loạt ở San Bernardino sử dụng. Họ đang có kế hoạch thực hiện các cuộc biểu tình tại hơn 40 thành phố trong ngày thứ ba, kể cả tại trụ sở chính của FBI ở thủ đô Washington. Một nhóm binh vực quyền của người sử dụng mạng mang tên là Fight for the Future, đấu tranh cho tương lai, đang tổ chức các cuộc biểu tình tại các cửa hàng Apple ở nhiều nơi như thành phố New York, San Francisco, Minneapolis, Hồng Kông và London. Họ nói ủng hộ các nỗ lực để bảo mật thông tin cá nhân là điều có tầm quan trọng thiết yếu, và các thiết bị sẽ dễ bị tấn công nếu chính phủ Mỹ thắng thế trong trận chiến pháp lý với công ty Apple. Nhà chức trách Mỹ muốn công ty Apple mở khóa một chiếc điện thoại được Sayed Rizwan Farooq sử dụng. Sayed đã cùng vợ là Tashfin Malik giết hại 14 người hồi năm ngoái tại San Bernardino, tiểu bang California. Cho tới nay, công ty Apple đã khước từ yêu cầu của FBI. Họ nói rằng điều mà cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ yêu cầu chẳng khác nào như buộc Apple phải mở một cửa hậu để vượt qua các biện pháp mã hóa được tăng cường của chính công ty và phần mềm đó, nếu rơi vào tay những kẻ xấu có thể sử dụng để thâm nhập và lục soát điện thoại của vô số khách hàng Apple trong tương lai. Tin tổng hợp, các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ để đề ra chiến lược mới nhất hầu đối phó với làn sóng di dân khổng lồ đang tác động đến nguồn tài lực các nước, thậm chí của cả các nước khá giả trong khối EU. Cùng họp với Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các quốc gia EU có các đối tác từ Serbia, Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di dân vì đường biên giới phía Tây của họ giáp với các quốc gia cực đông trong Liên hiệp châu Âu. Hy Lạp là một trong những thành viên EU gặp nhiều khó khăn tài chánh nhất, đang chật vật đối phó với dòng người chạy trốn khỏi bạo lực ở Syria, Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras cảnh báo nước ông sẽ không chấp thuận thêm một thỏa ước nào nữa trừ phi các quốc gia EU khác đồng ý chia sẻ đồng đều gánh nặng, hỗ trợ dòng người tị nạn ồ ạt đến. Nhiều người tị nạn cập bờ biển Hy Lạp trước nhất trên cuộc hành trình tới khu vực Balkan thông qua ngã Serbia và các nước láng giềng để đến Trung và Tây Âu. Một trong những vấn đề trong chương trình họp là kế hoạch của Hungary đề ra một chỉ số bắt buộc đối với từng nước trong việc tiếp nhận di dân. Hungary bị EU chỉ trích nặng nề vì cho dựng một hàng rào sắt dọc theo biên giới phía Nam để ngăn chặn người di dân. Chính sách này hiện được áp dụng tại các nước khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng người di dân lớn chưa từng thấy kể từ thời đệ nhị thế chiến. Trước đây trong tuần, EU thông báo đang xuất hiện một cuộc khủng hoảng nhân đạo Hy Lạp và tình hình thêm phức tạp bởi các hạn chế về di trú mà những nước vùng Balkan và Trung Âu đang tìm cách đặt ra. Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực từ các nhà lãnh đạo của EU để nhận thêm di dân và lãnh thổ của mình, bớt đẩy họ về hướng Tây. Tin Damascus, Syria. Bộ Ngoại giao Syria thông báo chính phủ đã chấp nhận thỏa thuận ngưng chiến giữa Hoa Kỳ và Nga. Bộ Ngoại giao Syria cho biết, theo thỏa thuận, chiến dịch quân sự chống IS và mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh có quyền trả đũa mọi sự xâm lấn của lực lượng đối lập chống lại người dân và lực lượng quân sự của chính phủ. Bộ Ngoại giao Syria cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cộng tác với Nga để xác định các khu vực và các nhóm dân quân có thể đưa vào bản thỏa ước để bảo đảm việc thi hành được thành công. Bộ Ngoại giao Syria cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiểm soát biên giới và làm cho các nước không thể tiếp tế vũ khí cho các nhóm dân quân nổi dậy và không để cho các nhóm này khai thác sự thỏa thuận ngưng chiến. Hoa Kỳ và Nga đồng ý sẽ bắt đầu ngưng chiến vào ngày 27 tháng 2. Các thành phần liên hệ trong cuộc chiến phải thông báo cho Nga hay Hoa Kỳ biết có chấp nhận thỏa thuận ngưng chiến hay không trước 12 giờ theo giờ Damascus hay 10 giờ quốc tế ngày 27 tháng 2. Tin từ Virginia, cư dân miền Đông Bắc Hoa Kỳ đối diện với lũ lụt, cây ngã và mất điện hôm thứ Tư 24 tháng 2 sau khi dông bão kèm theo lốc xoáy, mưa đá tràn vào làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong số này có 4 người tại Virginia. Thống đốc Terry McAuliffe của Virginia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang và sẽ lên đường trong ngày để đi thị sát nhiều vùng bị bão tàn phá.
hai người đàn ông và hai đứa bé 2 tuổi trong một căn mobile home ở Waverly tử thương vì gió xoáy. Cựu thị trưởng Waverly, một thị trấn nhỏ cách Richmond khoảng 40 dặm hướng đông nam, cho hay: "Quang cảnh thật là thê lương mà tôi chưa từng thấy. Bạn chỉ có chảy nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng như thế này." Tại quận hạt Appomattox phía tây Richmond, gió xoáy cũng tàn phá trên một khoảng dài 10 dặm, làm một người chết và 7 người khác bị thương. Nhà khí tượng quốc gia, tức là National Weather Service, đã ra cảnh báo về gió xoáy cho toàn vùng thủ đô Washington DC. Có thêm 3 người nữa thiệt mạng vì trong bão dọc theo miền duyên hải vùng vịnh, nhưng càng vào sâu bên trong nội địa, thời tiết giá lạnh của mùa đông mang tuyết và sương mù cùng gió đến khắp vùng Trung Tây khiến nhiều trường học phải đóng cửa và thêm nhiều chuyến bay đã phải bị hủy bỏ. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi tạm ngưng trong vài lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Công an tiếp tục đập phá tài sản và khủng bố anh Trần Minh Nhật cùng gia đình. Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2016, gia đình anh Trần Minh Nhật tiếp tục bị công an Lâm Hà đột nhập vào nhà, phá hoại một số tài sản. Anh Trần Khắc Đường, anh trai của Nhật cho biết, lúc tối ngày 22 tháng 2 năm 2016, sau khi Nhật bị công an Lâm Hà ném đá vỡ đầu, thì gia đình thấy không an toàn nên đã đưa Nhật sang chỗ nhà anh Đạt để tạm trú. Sáng nay khi Nhật về đến nhà thì thấy hàng rào thép gai B40 bị cắt và cửa nhà bị phá hư. Theo anh Đường, công an đã dùng dao lớn để chặt bờ rào phía sau và đột nhập vào nhà. Đồ đạc trong nhà đều bị bọn chúng đập phá, tủ đựng vật dụng cá nhân và tủ quần áo thì bị mở tung để lục soát. Anh Trần Minh Nhật chia sẻ thêm, họ đã phá hủy nhà cửa gia đình chúng tôi. Đồ đạc trong nhà bị vứt lung tung khắp mọi nơi. Máy móc bị chúng đập phá hư hại và tài sản trong nhà bị chúng lấy đi cũng như giấy tờ tùy thân bị tịch thu. Chúng tôi đã trình báo lên công an huyện Lâm Hà, nhưng họ cũng không tiếp nhận việc khiếu nại cũng như làm ngơ không giải quyết gì cả. Trước đó vào tối ngày 22 tháng 2 năm 2016, anh Trần Minh Nhật bị công an huyện Lâm Hà ném đá vào đầu dẫn đến bị thương chảy máu. Gia đình anh đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã bị công an Lâm Hà chặn đường không cho đi và còn đe dọa sẽ giết chết anh này và cả nhà anh nữa. Anh Trần Minh Nhật đã gửi đơn kêu cứu đến Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế để hỗ trợ gia đình ông vượt qua những sự bất hạnh nặng nề trong thời gian qua. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2016, dân biểu Úc Chris Hayes đã lên tiếng bênh vực cho cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội Úc. Giới hoạt động nhân quyền cũng đồng loạt lên án hành động dùng võ lực và khủng bố gia đình anh Trần Minh Nhật của công an Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người đã chụp hình với khẩu hiệu đồng hành cùng Trần Minh Nhật, phản đối chính quyền Lâm Hà khủng bố gia đình anh Trần Minh Nhật, khủng bố người dân là tự sát, đừng sợ Nhật nhé, và đồng loạt đăng tải lên các trang mạng xã hội. Đô đốc Hoa Kỳ kêu gọi gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ hôm 23 tháng 2, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã kêu gọi Washington nên bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí đối với Việt Nam. Washington Times dẫn lời Đô đốc Harris tại phiên điều trần cho biết, Trung Cộng đang tìm kiếm sự bá chủ tại Đông Á với việc gia tăng hiện diện quân sự tại Biển Đông như đưa hỏa tiễn ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xây các trạm radar và phi đạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, làm thay đổi môi trường hoạt động ở Biển Đông. Đô đốc Harry Harris cho rằng, tình hình hiện nay tạo ra cơ hội chiến lược cho Hoa Kỳ để tăng cường liên minh với các quốc gia tại khu vực ngoại vi của Trung Cộng, trong đó có Việt Nam. Đô đốc nói rằng, gỡ bỏ các lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam là vấn đề khá quan trọng đối với Hoa Kỳ, và ông tin rằng Hoa Kỳ nên cải thiện mối quan hệ với Việt Nam. Ông cũng kêu gọi Hải quân Hoa Kỳ đầu tư phát triển những loạt hỏa tiễn mới để đối phó với Trung Cộng. Được biết, trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường quan hệ với Việt Nam. Và trong năm 2014, phía Hoa Kỳ đã công bố gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, song một số quy định khác vẫn còn duy trì.
Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đố. Chúng tôi là Tạ Kiều Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, 26 tháng 2, 2016, Dow Jones 16.639.97, Week Today cộng 1.51% và Year Today trừ 4.51%. Nasdaq 4.590.47, Week Today cộng 1.91% và Year Today trừ 8.33%. S&P 500 1.948.05, Week Today cộng 1.58% và Year Today trừ 4.69%. Giá vàng là 1.222.80 một ounce, căn cứ vào thứ 6, 26 tháng 2, 2016. Giá dầu thô là $32.84 một barrel, cũng căn cứ vào hôm thứ 6, 26 tháng 2, 2016. Giá xăng là $1.728 một gallon, theo công ty AAA vào thứ 6, 26 tháng 2, 2016. $1 của Hoa Kỳ tương đương với 0.9147 của đồng euro, 6.54 của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và 76.35 ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm 25 tháng 2 2016, 30 năm cố định là 3.62% và 15 năm cố định là 2.93%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 20 tháng 2 2016 có 272.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 10.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 13 tháng 2 2016, Mỹ có 2.253.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 19.000 so với tuần lễ trước đó. Tỷ số thất nghiệp ở mức 4.9% là mức thấp nhất trong 8 năm kể từ tháng 2 2008. Tổng sản lượng nội địa GDP của toàn năm 2015 là 2.4% bằng với GDP của 2014. Kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán tuần này cả 3 chỉ số đi lên với Dow Jones tăng cộng 1.51%, Nasdaq tăng cộng 1.91%. và S&P 500 tăng cộng 1.58%. Sự lo sợ về giá dầu tuột dốc đã lắng dịu. Cùng ngày thứ 6, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.30%. Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 2.52%. Shanghai Composite tăng cộng 0.96%. London FTSE 100 tăng cộng 1.38%. Và DAX của Đức tăng cộng 1.95%. Tháng Giêng vừa qua, Quỹ Dự trữ Liên bang đã bắt đầu âu lo về mức độ phi phẩm của kinh tế Mỹ. Dự đoán mới nhất là sẽ không có sự gia tăng lãi suất trong tương lai gần. Và đây có lẽ cũng là lý do tại sao thị trường chứng khoán đã phục hồi trở lại. Tỷ số thất nghiệp vẫn còn 4.9% và là mức thấp nhất trong 8 năm nay. Tuần này giá vàng đi xuống, phản ánh tâm lý bớt lo sợ của giới đầu tư đối với sự dao động của thị trường chứng khoán và kinh tế. Tình trạng yếu kém của kinh tế trong 3 tháng 10, 11 và 12 đã được cải thiện từ 0.7% lên 1% qua lời tuyên bố của chính phủ, nên thứ 6 tuần này, điểm tín dụng của Mỹ đã được tăng cấp. Sự kiện này có lẽ sẽ làm giảm bớt sự sợ hãi rằng kinh tế Mỹ đang trên đà đi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, các chuyên viên kinh tế vẫn dự đoán rằng kinh tế Mỹ sẽ phát triển ở mức độ với GDP 2.5%, nhờ khả năng tiêu thụ sẽ gia tăng trong tam cá nguyệt đầu của năm 2016. Đồng đô la đang giữ giá so với đồng euro, với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng ruble của Nga. Giá dầu thô tuần này đã lên mức $32.84 một barrel và giá xăng cũng đi lên đến mức $1.728 một gallon. Như chúng tôi đã giải thích trong bản tin tuần trước về xu hướng đi lên của giá nhiên liệu cho tới cuối mùa hè năm nay. Kinh tế thế giới. Các nước Nga, South Africa, Brazil, Indonesia và Colombia đã thấy tiền tệ của họ đã lên giá hơn 1% so với đồng đô la trong 2 ngày đầu tuần này. Tiền Chile và Turkey cũng có lên giá phần nào. Những đơn vị tiền tệ của các nước này đã chịu đựng mất mát lớn trong năm rồi. Phúc trình mới đây của Sovereign Wealth Fund Institute cho biết các nước có nhiều dầu như Norway, Saudi Arabia, Russia và Qatar đã phải bán hơn $213 tỷ trị giá chứng khoán của họ trong năm 2015.
giá dầu thô đã mất hơn 70% trong 18 tháng qua, gây thâm thủng đáng kể cho ngân sách quốc gia. Nếu tình trạng mất giá này tiếp tục, sẽ đưa đến sự bán ồ ạt chứng khoán trong năm 2016. Venezuela đang chuyển vàng thẻ sang Thụy Sĩ có trị giá hơn 1.3 tỷ đô la để có tiền trả nợ trái phiếu khoảng 1.5 tỷ đô la. Năm 2015, Mỹ đã cắt giảm gần 150.000 việc làm liên hệ đến kỹ nghệ nhiên liệu. Tháng Giêng vừa qua đã cắt thêm 7.000 người, cũng vì giá dầu đang ở mức thấp. Hôm thứ Năm 25 tháng 2, 2016, công ty Halliburton cho CNN Money biết họ đang cắt giảm 8%, tức khoảng 5.000 nhân công. Công ty cho biết đã cắt giảm từ 26 đến 27.000 việc làm kể từ năm 2014 đến nay. Chủ tịch Jeff Miller và CEO Dave Lisa trong một thông báo cho nhân viên đã viết: "Kỹ nghệ nhiên liệu của chúng ta đã đi xuống nhanh chóng hơn sự kỳ vọng của bất cứ ai và sẽ còn xấu hơn nhiều trong năm nay." Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.